của em đây. Đây là cái gì? Em cứ tưởng anh đi mua cháo cỏ mà. Đây là cháo con gì? Đâu, đây là con trai mà. Đây là trái cháo chứ mẹ cơm trái. Ai lại ăn cháo bị chạy? Có chứ, nhiều người thích ăn mà. Anh phải đặt một tuần mới có đấy. Phải đổi một tuần để ăn cái này. Đúng rồi, hơi bị ngon đấy. Trời ơi. Đây là phần ngon nhất của trái mà. Thế à? Để em ăn thú. Ồ, nhìn giống pizza. Vừa cả thịt vừa cả rau. Chắc là không giống đâu. Vừa mềm giống cháo, vừa giòn lắm. Cho em thích. Ngon lắm nhỉ. Đấy, anh bảo rồi mà không nghe.